Xuân Vương Loa lại xin được gửi lời chào đến toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay lại tiếp tục chào anh em, gọi là chào anh em trên mọi miền Tổ quốc luôn. Để anh em có lời, gọi là có lòng anh em chào lại. Đấy, thì hôm nay giới thiệu đến anh em một cái mẫu ống nhòm, gọi là mẫu ống nhòm du lịch. Mẫu ống nhòm để anh em săn bắn và săn bắt. Có thể anh em soi ong luôn, gọi là anh em muốn làm gì thì làm, miễn là cái sản phẩm nó phù hợp với anh em thì sẽ đi chi tiết của sản phẩm luôn. Thì anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì vẫn như thường lệ là anh em liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại em sẽ để trên góc bên dưới của màn hình đây. Anh em liên hệ trực tiếp vào có Viettel Villa và có Facebook và Zalo cho anh em nào tiện nói chuyện. Đấy, thì cái mẫu ống nhòm này là mẫu ống nhòm mới về, mẫu 20x50, tầm nhìn xa được 1000m và phạm vi của nó là 108m, độ led thì rất là cao. Đấy, anh em yên tâm về sử dụng luôn. Bán hàng đến cung cấp hàng cho anh em ấy thì không phải bán những cái hàng trôi nổi, không phải bán hàng rẻ tiền. Và anh em không sử dụng được, anh em gọi điện đến trách thì là thứ nhất là mất việc, thứ hai là rất là mất lòng. Đấy thì chi tiết sản phẩm thì đây. Nó có bao gồm đầy đủ một cái hộp của nó thì không thể thiếu cái hộp vỏ hộp được. Đấy. Một cái túi đeo. Đấy, anh em đeo lên vai khi anh em đi săn bắt ấy, anh em hạ xuống, anh em đeo lên vai ấy, khi nào cần anh em phải nhấc lên. Đấy. Một cái tờ sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn này toàn tiếng Anh thôi. Đấy thì anh em nào biết đọc tiếng Anh thì anh em về anh em đọc. Đấy, nó hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết. Đấy, cách sử dụng. Một cái gói chống ẩm này để chống ẩm kính nhá. Chống ẩm kính cho anh em. Đấy. Một cái khăn lau kính này. Làm một cái chất liệu vải nó rất là mềm mịn, lau nó không bị xước kính. Một cái dây đeo để anh em đeo lên vai, đeo lên cổ. Thì anh em muốn đeo thì anh em cài nó vào đây, nó có khuy cài vào cái chỗ này. Đây. Đấy thôi, còn bây giờ em sẽ đi chi tiết của sản phẩm. Giá thành sản phẩm em sẽ công khai luôn cho anh em tham khảo. Đấy thì cái mẫu nhòm này là mẫu nhòm 20x50. Đây là thông số và tần số của nó. Đây các bác xem nhé. Phạm vi rộng của nó nhìn ý thì là được 108m, còn chiều xa là 1 cây số hoặc là 1000m. Đấy thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Anh em về anh em bỏ những cái bịt kính này bạn. Những cái bịt kính này tác dụng của nó thì để tránh bụi bẩm và ẩm ướt kính của anh em. Đấy thì sử dụng đơn giản thôi. Anh em muốn tầm nhìn xa hay tầm nhìn gần hay độ led thì anh em chỉnh ở đây. Nó có nút vặn đây. Tầm nhìn xa thì em vặn xa. Nó sẽ kính nó sẽ lòi ra đây, anh em nhìn nhá, đây, vặn vào gần thì nó sẽ vặn vào, nó sẽ gần vào. Này sử dụng rất đơn giản thôi. Anh em đưa đến mắt của anh em ý, anh em chỉnh đến bao giờ led thì thôi. Led thì anh em cứ thế để như thế là anh em dùng thôi. Đấy, còn khi nào mà bị gọi là ẩm kính nhá thì anh em có thể tháo ra. Anh em vệ sinh. Đấy, và tháo ra như tháo ra là anh em phải nhớ và anh em phải lắp lại được. Đấy. Thì nó rất đơn giản thôi mà. Thì một cái video ngắn này em giới thiệu về cái mẫu ống nhòm để cho anh em tham khảo. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì đi qua kênh của anh em ấy, cho em xin một lượt đăng ký và bật thông báo lên để em sẽ đăng tải liên tục những cái mẫu sản phẩm đến cho anh em, cung cấp cho anh em sử dụng. Thì bây giờ em xin phép là kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.